Ở trên đấy nó có cái lịch trình cho các bạn, tức là vừa là cái gì nhỉ, vừa là slide bài giảng này, xong rồi các cái câu hỏi thực hành này, xong rồi các cái bài câu hỏi trắc nghiệm, xong rồi câu hỏi thực hành đó. Thì thì thế nào nhỉ, thì các bạn có thể chủ động lên trên đấy để xem lại các tài liệu cũng như là làm các bài tập thực hành. Thì ở trên đấy nó sẽ có đầy đủ các cái nội dung để các bạn thực hành. Nội dung thì các bạn có thể là tự đọc này, xong rồi tự làm các bài hoạt động bài thực hành như đấy. Thực ra thì mình nghĩ cái đấy có thể làm qua team cũng được, thông qua assignment, nhưng mà chắc là làm hệ thống cho nó đặc trưng của trường một tí. Không sao, đấy là việc của trường thôi. Thì trong buổi này chúng ta sẽ chắc là phải để tuần sau mình mới bắt đầu nói về cái driver được. Thì trong buổi này chúng ta sẽ nói về cái thì chúng ta sẽ ôn lại về cái phần lập trình module đó. Và lập trình module thì đơn giản là các bạn làm lại về cái gì nhỉ, về cái các bài tập về lập trình module của tuần trước. Thì để mình thứ nhất mình sẽ add cái phần mình sẽ add vào phần assignment từ từ giờ cho đến cuối buổi, thì các bạn phải làm xong và nộp lại. Đây là cái thứ nhất. Thì và thực ra chắc là đến tầm 8 giờ, thì bây giờ bắt đầu làm thì đến tầm 8 giờ thì mình sẽ quay ra mình hỏi lại xem cách thức làm cái đấy như thế nào. Chứ hôm qua mình dạy cái lớp kia thì có bạn bạn chả nhớ gì về cái module này, nhưng thấy nó rất là không được, bởi vì cả cái kỳ trước ấy, là cả cái phần cập trình nhân ấy, thì các bạn sẽ chủ yếu làm việc với module, thì các bạn phải nhớ cái đấy. Và cho cái phần này đi chăng nữa, cho cái phần này nó là cái Đùa. cái phần này là các bạn lập trình device driver thì nó dùng rất nhiều module, thì các bạn phải hiểu về nó đã. Để đợi tí mình add cái assignment lên. Thì cũng là những cái các bạn đã làm từng làm kỳ trước thôi. Nếu nếu bạn làm lớp mình kỳ trước thì đấy, các bạn từng làm thôi, nhưng mà hiện tượng thì trong thời gian đấy thì mình sẽ phải thêm danh sách các bạn vào, thêm danh sách của cái phần cũng chả nhớ không được. Để làm khó hơn thì
MC văn ba thế thì sớm sang những cái lớp không? Này vào lớp bạn rồi đúng không? Thì cái này mình cũng có cập nhật so với bài trước đấy, so với cái kỳ phần bài kỳ trước rồi thì các bạn có thể làm chắc là cũng đủ thì rồi đến đến hết buổi mình nghĩ thế đấy thì đó thứ nhất thứ nhất thì thứ hai để mình thêm danh sách vào nào C303 C303 để xem lại lớp trước xem ai
đông nhỉ. Đấy, thì các bạn chưa muốn làm rồi, chắc là tầm xem nào cuối giờ.